Xin chào các bạn của kênh Bóng Chuyền Sài Gòn Online. Chuẩn bị mua giày bóng chuyền mới ở Nhật Bản. Câu lạc bộ bóng chuyền nữ nổi tiếng của Nhật Bản là Hisamitsu Springs tin tưởng vào trong mùa giải tới sau khi cô trải qua chấn thương vì phải đóng góp cho đội tuyển nữ Nhật Bản phần lớn mùa giải quốc tế 2021. Vào tháng 2, Liên đoàn bóng chuyền Nhật Bản và huấn luyện viên trưởng Kumi Nakada đã công bố danh sách đội tuyển quốc gia nữ cho mùa giải 2021. Trong đó gồm Nagaoka, một cầu thủ thuận tay trái, sinh ngày 27 tháng 5 năm 1991, thi đấu ở vị trí đối chuyền, cao 179cm, nặng 65kg, bật cao 308cm, bật chắn 303cm. Nagaoka đã từng có trận đấu tập huấn với đội tuyển nữ Trung Quốc để chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo 2021 trên sân Ariake. Tuy nhiên, sau trận đấu này, dù Nagaoka đã cùng đội tuyển Nhật Bản tham dự giải bóng chuyền các quốc gia FIVB năm 2021 tại Rimini, Ý, nhưng không thi đấu vì chấn thương đầu gối. Sau đó, cô cũng đã bỏ lỡ Thế vận hội vừa kết thúc ở quê nhà. Cơ thể của tôi đang hồi phục ổn định và tôi hy vọng mình có thể trở lại đóng góp cho câu lạc bộ Hisamitsu, Nagaoka nói và xác nhận rằng cô sẽ chơi cho câu lạc bộ Nhật Bản vào năm 2021 trên 22. Tôi mong muốn được ra sân trong mùa giải này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Bóng Chuyền Sài Gòn Online. Mời các bạn tiếp tục đăng ký để nhận những video hấp dẫn và mới nhất. Xin chào các bạn!